lớn nhất của tôi đối với làng tranh Đông Hồ bây giờ đó là cái đầu ra của sản phẩm, để đảm bảo một cái nguồn tiêu thụ, từ đó nó tạo ra cái tài chính để cho các nghệ nhân được tồn tại và phát triển. Cái băn khoăn thứ hai của tôi đối với làng tranh Đông Hồ bây giờ là những thế hệ nghệ nhân để tiếp nối và gìn giữ nghề truyền thống của tranh dân gian Đông Hồ. Được sinh ra trong cái gia đình truyền thống lâu đời làm tranh thì em cảm thấy mình rất là may mắn hơn so với những người khác. Em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm gìn giữ cái nghề làm tranh này. Theo chủ quan của tôi thì cái nghề tranh Đông Hồ trong tương lai thì mất thì nó sẽ không mất, vì qua một quá trình lịch sử phát triển và qua những cái giai đoạn khó khăn nhất của xã hội mà tranh Đông Hồ không mất thì tôi nghĩ là đến bây giờ khó mà mất được.